Chào mừng các em đã đến với môn khoa học tự nhiên 6. Ở bài học trước, chúng ta đã tìm hiểu một số bệnh do vi khuẩn virus gây nên. Ở con người cũng có một số bệnh do nguyên sinh vật gây nên. Vậy nguyên sinh vật là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu bài 27, nguyên sinh vật. Ở bài 27, chúng ta sẽ tìm hiểu nguyên sinh vật là gì, bệnh do nguyên sinh vật gây nên. Bây giờ chúng ta cùng theo dõi các đoạn clip sau. Trùng dày hay còn gọi là trùng cỏ, trùng thảo. Đây chính là đại diện của lớp trùng cỏ. Trùng đế dày được con người biết đến trước tiên trong thế giới động vật đơn bào. Khi chế tạo được kính hiển vi, con người đã thử lấy nước cỏ ngâm, soi thì chúng ta tình cờ phát hiện ra. Và vì thế chúng ta gọi là trùng cỏ. Ngày nay trùng cỏ trở thành tên chính thức của nhóm động vật này. Và nước cỏ ngâm vẫn là môi trường nuôi cấy trùng cỏ lý tưởng trong phòng thí nghiệm. Cơ thể trùng dày bao gồm màng tế bào, chất tế bào và nhân. Ngoài ra, tế bào đã phân hóa thành nhiều bộ phận khác nhau. Chúng di chuyển bằng lông bơi xung quanh cơ thể. Mỗi bộ phận sẽ đảm nhận một chức năng sống nhất định. Chỗ lõm của cơ thể chính là rãnh miệng. Thức ăn của chúng gồm vi khuẩn và vụn hữu cơ. Thức ăn được lông bơi dồn về lỗ miệng. Sau đó được hầu vo viên trong khung bào tiêu hóa. Sau đó khung bào tiêu hóa rời hầu di chuyển trong cơ thể theo một quỹ đạo nhất định. Enzyme tiêu hóa sẽ biến đổi thức ăn thành chất lỏng để thấm vào chất nguyên sinh. Chất bã được thải ra ngoài qua lỗ thoát ở thành cơ thể. Ngoài hình thức sinh sản vô tính phân đôi theo chiều ngang, thì chúng còn có hình thức sinh sản hữu tính gọi là sinh sản tiếp hợp. Trùng biến hình. Trùng biến hình là đại diện tiêu biểu của lớp trùng chân giả. Chúng chưa có bộ phận di chuyển riêng biệt. Chúng sống ở mặt bùn, các ao tù và hồ nước lặng. Đôi khi chúng sống lẫn vào trên những lớp váng trên mặt ao hồ. Trùng biến hình có kích thước hiển vi. Kích thước của cơ thể thay đổi trong khoảng 0,01 cho tới 0,05 mm. Trùng biến hình được coi như là một cơ thể đơn bào đơn giản nhất. Cơ thể của chúng gồm một khối chất nguyên sinh lỏng và nhân. Trùng biến hình di chuyển nhờ dòng chất nguyên sinh dồn về một phía tạo thành chân giả. Chính vì thế cơ thể của chúng luôn biến đổi hình dạng. Trùng biến hình có hình thức dinh dưỡng dị dưỡng. Thức ăn của chúng là các tảo, vi khuẩn, vụn hữu cơ và các sinh vật nhỏ khác. Khi một chân giả tiếp cận được với thức ăn, thì lập tức chúng sẽ hình thành chân giả thứ hai để bao vây thức ăn. Hai chân giả của chúng sẽ kéo dài để nuốt thức ăn vào sâu bên trong chất nguyên sinh. Khung bào tiêu hóa tạo thành bao lấy thức ăn. Chúng tiêu hóa thức ăn là nhờ dịch tiêu hóa. Đây cũng chính là cách tiêu hóa nội bào. Trùng biến hình khi gặp môi trường thuận lợi về thức ăn, nhiệt độ, trùng biến hình sẽ sinh sản theo hình thức phân đôi. Đối với trùng roi, chúng sống trong nước như ao hồ, đầm lầy, ruộng lúa, kể cả những vũng nước mưa. Cơ thể trùng roi là một tế bào có kích thước hiển vi xấp xỉ 0,05 mm. Cơ thể hình thoi, đuôi nhọn, đầu tù và có một roi dài. Chiếc roi này xoáy vào nước mục đích là giúp cho cơ thể chúng di chuyển. Cơ thể trùng roi tạo bởi một tế bào gồm màng cơ thể, nhân, chất tế bào. Trong chất tế bào có chứa các bào quan, trong đó thì có lục lạp chứa diệp lục khoảng 20 hạt. Chúng thực hiện quá trình quang hợp và điểm mắt giúp cho chúng nhận biết được ánh sáng. Chính vì vậy, ở những nơi có ánh sáng, trùng roi sẽ dinh dưỡng bằng hình thức là tự dưỡng bằng các hạt diệp lục như các loài thực vật. Còn khi ở những chỗ tối lâu ngày, trùng roi sẽ mất dần màu xanh. Nhưng chúng vẫn sống được chính là nhờ quá trình đồng hóa những chất hữu cơ hòa tan do xác sinh vật khác chết phân hủy. Đây chính là hình thức dinh dưỡng dị dưỡng. Chúng sinh sản vô tính bằng hình thức phân đôi cơ thể theo chiều dọc.
Chính vì vậy, khi gặp điều kiện thuận lợi, nắng ấm vào thời điểm cuối xuân, chúng sẽ sinh sản rất nhanh, tạo nên những lớp váng màu xanh trên mặt nước như thế này. Còn khi chúng gặp điều kiện bất lợi, trùng roi và một số các loài động vật đơn bào khác sẽ có hiện tượng kết bào xác xảy ra như sau. Ban đầu sẽ thoát toàn bộ nước thừa, cơ thể thu nhỏ lại, hình thành vỏ bao bọc bên ngoài cho đến khi gặp điều kiện thuận lợi thì chúng sẽ chui ra khỏi bào xác. Ngoài trùng roi ra thì trong váng màu xanh trên mặt ao còn có một sinh vật khác, đó chính là tảo lam. Tảo lam có hình cầu, sống dưới nước ao hồ. Đến mùa sinh sản, chúng tạo nên váng xanh. Môi trường nước xuất hiện hai loài sinh vật này, đó chính là biểu hiện môi trường nước ở đây đang bị ô nhiễm rất nặng. Có khoảng 6.000 loài tảo lam, nhiều loài sống cả đời với dạng đơn bào. Cơ thể của chúng có đầy đủ bộ phận của một tế bào, mang tế bào, chất tế bào và nhân. Ngoài ra, trong tế bào của tảo lam có chứa các lục lạp giúp chúng tổng hợp chất hữu cơ để nuôi cơ thể, giống như là trùng roi khi có ánh sáng. Sau khi xem các clip xong, em có nhận xét gì về hình dạng của các nguyên sinh vật? Nguyên sinh vật có nhiều hình dạng khác nhau như là hình giống đế dày ở trùng dày, dạng hình thoi như là trùng roi và tảo silic, dạng hình cầu như là tảo lục, và dạng hình dạng không cố định là trùng biến hình. Quan sát các hình ảnh sau, nêu môi trường mà nguyên sinh vật sống. Môi trường sống của các nguyên sinh vật là nước, ao hồ, cống rãnh, ví dụ trùng roi, trùng dày. Ký sinh trong cơ thể người hoặc động vật, ví dụ như trùng sốt rét sống trong máu người. Dựa vào cấu tạo tế bào đã được học ở bài 17, các em hãy quan sát hình 27.2, gọi tên các thành phần cấu tạo được đánh số thứ tự từ 1 đến 4. 1 là màng tế bào, 2 là chất tế bào, 3 là nhân, 4 là lục lạc. Từ đó, em nhận xét gì về tổ chức cơ thể đơn bào hay là đa bào của nguyên sinh vật? Đa số nguyên sinh vật có cấu tạo cơ thể đơn bào. Nguyên sinh vật là gì? Nguyên sinh vật sẽ đa dạng về hình dạng, hình cầu, hình thoi, hình dày. Một số hình dạng không xác định như là trùng biến hình. Nguyên sinh vật là nhóm sinh vật có cấu tạo tế bào nhân thật, kích thước hiển vi. Đa số cơ thể chỉ gồm một tế bào, nhưng đảm nhận đầy đủ các chức năng của một cơ thể sống. Một số sinh vật có khả năng quang hợp như là tảo lục, trùng roi. Các em chép bài phần này vào tập cho cô nhé. Chúng ta sang phần 2 La Mã, tìm hiểu một số bệnh do nguyên sinh vật gây nên. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về bệnh kiết lỵ. Bệnh kiết lỵ do trùng kiết lỵ gây nên. Triệu chứng của bệnh kiết lỵ. Một người mắc bệnh kiết lỵ có thể đau bụng, sốt và ớn lạnh, buồn nôn và ói mửa, tiêu chảy có thể kèm theo máu, chất nhầy hoặc mủ, đau khi đại tiện, mệt mỏi. Chúng ta tìm hiểu bệnh thứ hai là bệnh sốt rét. Sốt rét là bệnh truyền nhiễm gây ra do ký sinh trùng sốt rét. Và trùng sốt rét này sống ký sinh trong nước bọt của muỗi, thành ruột, trong máu người. Khi bệnh, người bệnh sẽ uể oải, kém ăn, ớn lạnh, sốt, thở gấp, đổ mồ hôi nhiều, nhức đầu, buồn nôn, đau nhức khắp cơ thể. Bệnh sốt rét chủ yếu lây truyền qua trung gian loài muỗi Anopheles. Người bệnh sốt rét có các triệu chứng đặc trưng như sốt theo chu kỳ, ớn lạnh, vã mồ hôi, thiếu máu, tán huyết và lách to. Sau khi đã tìm hiểu hai bệnh, bây giờ các em hãy hoàn thành bản bài tập cho cô. Bệnh kiết lỵ, nguyên nhân là do trùng kiết lỵ, biểu hiện đau bụng, tiêu chảy, phân có lượng máu, có thể sốt. Bệnh sốt rét, nguyên nhân là do trùng sốt rét, biểu hiện của người bệnh là sốt cao, rét run, mệt mỏi, nôn mửa. Chúng ta tìm hiểu bệnh amip ăn mặn. Trùng amip sống trong sông suối, hồ nước ấm, thậm chí cả trong bể bơi. Chúng xâm nhập vào mũi đi lên não, gây đau đầu, buồn nôn, buồn ngủ, ạ.
khảo sát là tổn thương nào còn gây tử vong ở người. Chúng ta hãy đề ra một số biện pháp để phòng chống bệnh do các loài nguyên sinh vật gây hại nên. Cách phòng chống bệnh, chúng ta hãy rửa hoa quả, rau sạch sẽ, rửa tay trước khi ăn, ăn chín uống sôi. Chúng ta phải vệ sinh môi trường ở sạch sẽ, ngủ mắt màng và diệt mũi. Tuyên truyền bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm. Nguyên sinh vật là nguyên nhân gây ra một số bệnh ở người và động vật. Một số biện pháp để phòng chống bệnh do các loài nguyên sinh vật gây hại nên: vệ sinh an toàn thực phẩm, ăn chín, uống sôi, rửa tay sạch sẽ trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, bảo quản thức ăn đúng cách. Vệ sinh môi trường xung quanh sạch sẽ, tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm. Tiêu diệt côn trùng trung gian gây bệnh như là mũi, lăng quăng. Các em viết bài phần này vào tập cho cô nhé. Bên cạnh có hại thì một số nguyên sinh vật còn có lợi, làm thức ăn cho sinh vật dưới nước như là trùng roi, trùng sầy. Ngoài những tác hại trong tự nhiên, nhiều nguyên sinh vật cũng đóng vai trò là thức ăn của nhiều sinh vật dưới nước và có ý nghĩa bảo vệ môi trường như là trùng lỗ. Trong điều kiện thuận lợi, trùng lỗ phát triển với số lượng rất là lớn. Nhiều đá trong tích biển được cấu tạo chủ yếu bởi vỏ trùng lỗ, ví dụ đá voi trùng tiền đã được người Ai Cập cổ đại dùng để xây dựng các kim tự tháp nổi tiếng, hoặc đá voi trùng thoi được biết rộng rãi ở Việt Nam. Chúng ta sang phần củng cố. Sử dụng các từ gợi ý: sinh vật, đơn bào, đa bào, tự dưỡng, dị dưỡng, nhân thật, nguyên sinh, tế bào, phân bố để hoàn thành đoạn thông tin sau. Nguyên sinh vật có cơ thể cấu tạo chỉ gồm một tế bào. Chúng xuất hiện sớm nhất trên hành tinh của chúng ta. Nguyên sinh vật phân bố ở khắp nơi, trong đất, trong nước, trong không khí và đặc biệt là trên cơ thể sinh vật khác. Nguyên sinh vật thuộc giới nguyên sinh là những sinh vật nhân thật, đơn bào, sống, dị dưỡng. Tảo thuộc giới nguyên sinh là những sinh vật nhân thật, đơn bào hoặc đa bào, sống, tự dưỡng. Các em làm đúng chưa nào? Hoàn thành bảng sau, người ta cho vai trò thực tiễn. Nhiệm vụ của các em là tìm các sinh vật để điền vô. Làm thức ăn cho động vật, ví dụ như là trùng dày, trùng roi, trùng biến hình. Gây bệnh cho người là trùng kiết lỵ, trùng sốt rét, trùng amip. Có ý nghĩa bảo vệ môi trường là trùng lỗ. Các em về nhà học bài, tìm hiểu bài 28. Bài học hôm nay của cô trò mình đã kết thúc rồi. Cô chúc các em học tốt. Thân ái chào các em.